thì mình sẽ dừng clip tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của điện tử Hằng Nguyễn, địa chỉ tại chợ Sắt Hải Phòng. Trong clip của buổi chiều ngày hôm nay thì mình tiếp tục lên clip giới thiệu đến các bạn những cặp loa mới về tại cửa hàng. Thì trước mặt quý vị và các bạn đó là ba cặp loa đến từ đất nước Nhật Bản. Một cặp là Onkyo có model là 2000 monitor. Dòng này là thuộc dòng loa kiểm âm của hãng và nó cũng thuộc vào dòng loa hàng đầu gấu của hãng. Những cái model này thì bán rất là chạy, về đến đâu là bán hết đến đó. Hôm nay thì mình về có một cặp thôi, một cặp duy nhất Onkyo 2000X. Một cặp mà Euler S180 35 mã. Và một cặp mà S180D. Thì sẽ quay gần lại và giới thiệu chi tiết thông số kỹ thuật từng cặp một. Bác nào mà quan tâm đến những dòng sản phẩm loa Nhật bãi thì hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất hàng ngày. Và nhớ nhấn vào nút hình quả chuông để nhận thông báo mỗi khi phát hành video mới. Bây giờ sẽ giới thiệu cặp Onkyo 2000 monitor này trước. Cái đôi này thì mình cũng có bản test rất là nhiều trong những video rồi và có cả clip mở nội thất của cặp loa này ra. Đây là một dòng loa kiểm âm 2000 monitor được sử dụng một bát 35 cm màng carbon. Cái gông này nó mạ màu vàng nhưng mà nó vẫn còn rất là đẹp. Cái dòng này thì củ loa bát của nó rất là gấu, củ loa bát của nó phải lên tới 25 cm, rất nặng luôn ạ. Cặp này của nó hình như là 43 kg một chiếc. Một bát 35 cm, một trung đôm rất là lớn 20 cm và một loa check đôm 2,5. Đây là hai cái nút chỉnh để chỉnh cho loa trung và loa check, mình có thể ấn ra ấn vào được. Đây, ấn ra ấn vào. Thùng màu vàng vân cổ, bao đẹp xuất sắc. Dòng này thì nó chơi được đa thể loại nhạc. Để mình quay ra phía đằng sau thùng loa. Đây là phía sau của thùng loa. Lỗ thông hơi được thiết kế ở phía sau thùng. Công suất là 160W, trở kháng là 6 ohm. Made in Japan. Hàng nội địa, chính hãng của Nhật. Và tiếp theo là cặp S180 35 mã. Được sử dụng 3 loa, một bát 32 cm bằng carbon. Tất cả những cái dòng này là phải thay gân hết nha các bạn, bởi vì nó là gân mút. Một trung 10 và một loa chép điện. Đây là hai nút chỉnh để chỉnh cho loa trung và loa chép. Lỗ thông hơi được thiết kế ở phía trước. S180 35 mã thì được sản xuất vào năm 1982. Độ nhạy con này lên tới 95 dB với công suất vào là 60W và công suất chịu đựng tối đa của nó là 200W. Con này có chiều rộng 38, chiều cao 67 và chiều sâu 37. Cân nặng là 25 kg một chiếc. Hàng bao đẹp nhá. S180D. S180D thì nó ra sau, nó được sản xuất vào năm 1985. Một bát là 32 cm, cũng màng carbon. Nhưng mà cái dòng này thì nó đẹp hơn bởi vì nó thiết kế cái vành này của nó bằng nhôm. Tất cả cái vành này bằng nhôm, nó màu trắng, nó tạo lên cái vẻ đẹp mà nổi bật cho cặp loa. Một trung 10 và một loa chất điện.
Lỗ thông hơi được thiết kế ở phía trước. Công suất vào là 60W và công suất chịu đựng tối đa là 200W, độ nhạy 94 dB. Cặp này có chiều rộng 38, chiều cao 67 và chiều sâu 35. Cân nặng là 25,5 kg một chiếc. Cả đôi là 51 kg. Và mình cũng xin báo giá luôn từng model một để anh em tham khảo. Onkyo 2000 monitor thì bên shop mình đang cung cấp với giá là 23.500.000 đồng. S180 ba la mã thì là 17 triệu, còn S180D là 17 triệu 500. S180 ba la mã là 17 triệu 500, còn S180D là 18 triệu. Bây giờ thì sẽ test chất âm của ba cặp loa này nhé.